Từ. Mười nghìn à? Chọn quả to cho nha, quả đẹp nha. Cách 10.000 được con này. Chú ơi, cho 5.000 nữa. 5.000 à? 5.000 túi mà, đơn giản bán rẻ thôi. Quả nào cũng được nhá. Đây, 5.000. Quả gì đây? Quả khế này... ngon lắm. Ngon không? Cho ăn thử quả nhá. Được rồi, quả này ăn thử ăn quả này. Quả này không, cho ăn quả xanh thôi. Ý, quả xanh nó không ngon đâu. Không, cho thử ăn quả xanh. Ăn thử cho ngon không? Ngon không? Ngon. Ngon à? Ngon. Ngon. Lấy nhiều không? Tôi chấm 10.000 rồi. 10.000. Rồi, ok, chọn quả đẹp, quả ngon cho nhá. Vâng, ok bạn. Ngon lấy nhiều một tí nha cháu nha.
Cháu lấy ít rồi, cháu lấy về có cá rồi. Có cá. Ui thì bác cứ cho thoải mái đi, ăn về ăn thoải mái. Không sao cả. Này chú quá. Này, về mua con cá to to và to ngon ngon đấy. Đây, đây xin nhé. Rồi, ok bác. Đây. Quả này cho bác quả đây. Quả này nhấm vô ngon đấy. Không. Nếu như quả nhấm vô thì được thêm bác ơi. Đây. Mẹ nó xúc hết quả của mình rơi xuống hết rồi. Mẹ mình. Không cho bán đây. Món gì đây? Có cái gì đấy. Cái này xào trứng là ngon đấy nhỉ. Nói chuyện đấy.
Để anh đi lấy cho. Đây trứng đây, hai quả đủ chưa? Cho trứng vào chưa? Khô quá không có cây. Nhét ngon hết. Lợi đau nè, lấy chù vào cái chú cú đau một tí không sao đâu. Em nghỉ trước nhá, đi cẩn thận nhá.
Này. Đẹp. Đây, thưa anh đi thả đi. Gà đẹp thế mà nó còn đi trộm của mình à? Cô sao? Bây giờ thì ngủ tỉnh đấy, không còn nó được. Lại vào nó ăn trộm tiếp. Được, cho vào chuồng nó. Nó cất đi. Lao chân xong rồi đi ngủ đi. Lao hết cả chân. Chạy cái đá đi. Hai thằng bé nó chạy nhanh thật đấy. Mặc áo đen hết. Cái này nó bắt quen rồi. Con đi ngủ đi nhỉ. Đi ngủ đi. Đi ngủ đi.